sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Cảnh giới cao nhất của con người đó là biết điều. Thái độ của bạn đối với người thân thường nhất sẽ thể hiện đạo đức và nhân phẩm của bạn. Suy cho cùng, người khác tử tế với bạn hoặc là do người ta thực tâm, nhưng không ngoại trừ khả năng là họ xã giao để giữ mối quan hệ. Vậy nên, muốn đánh giá được nhân cách và nhân phẩm của một người, không phải nhìn vào cách đối đãi của họ với người ngoài, mà là cách họ đối xử với người thân thường nhất trong gia đình. Ở công ty tôi có một đồng nghiệp rất tuyệt vời. Mỗi sáng đến công ty, anh ấy luôn chào đồng nghiệp bằng một nụ cười rạng rỡ. Lúc người khác bận rộn, anh ta luôn sẵn lòng giúp đỡ một cách nhiệt tình, hiếm khi thấy anh tức giận với bất kỳ ai. Anh ấy là người rất cởi mở, chững chạc và điềm đạm. Mọi người trong công ty tôi lúc nào cũng nghĩ cô nào mà cưới được anh này ấy, thì chắc tù ngàn kiếp mới được. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Khi chúng tôi đến nhà của anh đồng nghiệp để ăn tối, anh ta chào đón chúng tôi rất nhiệt tình như thường lệ. Cùng lúc đó, vợ anh ta đang rửa bát và nhặt rau trong bếp. Khi chúng tôi vừa ngồi xuống thì đồng nghiệp cau mày và hét vào bếp: "Tại sao giờ này vẫn chưa có chả? Cô không biết hôm nay nhà có khách à? Cô không nhớ hay cố tình không nhớ vậy?" "Em biết rồi, anh làm gì mà nóng thế? Chả đây này." Vợ của anh đồng nghiệp đặt tay lên tạp dề và lau tay, bưng ấm trà ra, còn anh ta thì đi lấy cốc. Tôi cảm thấy tồi tệ và nhanh miệng nói: "Chúng tôi tự làm được mà, vợ cậu đang bận, hãy để chúng tôi tự nhiên đi." Sau đó, tôi lấy ấm trà từ tay cô ấy và anh này lẩm bẩm: "Vô tịch sự." Chưa dừng lại ở đó, khi mọi người đang nói chuyện và cười nói vui vẻ bên mâm cơm thì anh đồng nghiệp tôi đột nhiên lại nổi cơn thịnh nộ và quát vợ: "Khổ quá, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, sao đồ ăn lúc nào cũng nhạt thế? Bộ nhà tôi không mua nổi một hộp muối cho cô nêm nếm hay sao?" Thế rồi lúc này vợ anh ta mới bực bội và nói lại: "Nhưng nếu mà bỏ muối nhiều quá thì lại có hại cho sức khỏe của anh đấy. Tại sao anh chưa già mà khó tính thế nhỉ? Tôi vẫn bình thường mà, anh có cần mình nguyên rủa tôi như vậy không?" Người vợ ấy hôm nay đã nói lại chồng vì quá bực tức với thái độ cư xử của anh ta. Thật xấu hổ. Sau đó, các đồng nghiệp khác đã nói chuyện với tôi rằng: "Tôi không ngờ rằng anh ta nhìn bên ngoài thì tốt bụng biết mấy nhưng lại hà khắc với vợ mình đấy. Đúng là ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Tôi từng ao ước có một người chồng như anh ta, nhưng chắc là tôi phải rút lại lời đã nói." Tôi chỉ mỉm cười và không nói gì. Bạn tốt với người khác ngoài xã hội đôi khi là thật lòng, nhưng phần lớn đó là vì sự trao đổi lợi ích. Bạn có thể tức giận người đó lắm, nhưng nghĩ đến lợi ích họ mang đến cho bạn, thế là bạn đành dĩ hòa vi quý. Nếu như bạn mất bình tĩnh với người khác thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị người khác đánh bị thương. Về anh chàng này, vợ là người thân nhất của anh. Anh mặc định rằng dù anh có xấu xa hay thổ lỗ như thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ rời đi. Vì vậy, anh luôn hành xử thiếu lịch sự trước mặt của cô. Suy cho cùng, người khác tử tế với bạn hoặc là do người ta thực tâm, nhưng không ngoại trừ khả năng là họ xã giao để giữ mối quan hệ. Vậy nên, muốn đánh giá được nhân cách và nhân phẩm của một người, không phải là nhìn vào cái cách đối đãi của họ với người ngoài, mà là cách họ đối xử với người thân thường nhất trong gia đình. Tôi đã đọc được một câu chuyện như sau. Có một cô gái cực kỳ tài năng bước vào một cuộc phỏng vấn của một trường danh tiếng và cô đã loại được khá nhiều đối thủ để vào được vòng trong. Quá trình phỏng vấn thoạt đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng cuối cùng cô gái đã bị loại ra khỏi danh sách. Các cô gái khác đều bối rối và thắc mắc tại sao một người tài giỏi như vậy mà lại bị loại không thương tiếc. Hóa ra người phỏng vấn tình cờ đi cùng tàu điện ngầm với cô gái nọ. Hôm ấy tàu điện ngầm rất đông, mẹ của cô ấy đã nhường chỗ cho cô, đó là chỗ ngồi duy nhất và xung quanh cô là đám đông chật kín. Tàu điện ngầm dừng ở ga, mẹ cô choáng váng và nghiêng người đụng trúng cô. Đầu cô ấy suýt bị đập vào kính của tàu điện ngầm và cô gái hét lên giận dữ: "Mẹ cẩn thận một chút được không? Mẹ làm con đau đấy."
Mẹ của cô gái nghĩ rằng vì bà mà con gái bà có thể bị loại khỏi vòng phỏng vấn nên cố giải thích với người tuyển dụng. Con gái tôi chỉ hơi kiêu ngạo thôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến thành tích và năng lực của cháu đâu, người tuyển dụng trả lời. Cô ấy không chỉ kiêu ngạo mà cô ta còn không biết ơn. Cô ấy rất thờ ơ với mẹ của mình. Tôi không thể đảm bảo rằng cô ấy có thể yêu mọi người, yêu công ty và hết lòng vì công ty được. Chúng ta luôn tìm cách làm quen với những người xung quanh và bản thân mỗi người cũng hiểu rằng ai đã giúp đỡ mình ngoài xã hội. Vì thế, chúng ta thường suy nghĩ rằng mình cũng phải tốt với những người khác. Nhưng những người tốt nhất với chúng ta lại bị chúng ta bỏ qua bởi vì chúng ta đã quá quen với việc làm tổn thương họ. Có một sự thật tàn nhẫn rằng hầu hết mọi người sẵn sàng khoan dung với người ngoài, không có mối quan hệ thân thiết, nhưng lại gay gắt với người thân thiết, những người đầu ấp tay gối với họ cả đời. Người ngoài không bao giờ trả bất cứ điều gì cho chúng ta. Họ trao cho bạn lợi ích để bạn giúp họ thuận lợi trong công việc. Họ không thèm quan tâm liệu hôm nay bạn có ổn không, có khỏe hay không. Còn người thân sẽ cảm thấy đau đớn khi mà bạn không khỏe, lo lắng khi mà bạn không vui và tức giận khi bị chơi xấu. Vậy hà cớ gì bạn lại khắc nghiệt với người thân? Làm như vậy bạn có thấy vui hay không? Dường như chúng ta luôn sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người làm tổn thương bạn và luôn xem xét cảm xúc của họ khi nói và làm mọi việc. Nhưng bỏ qua cảm xúc của những người thân yêu mình, những người thân yêu âm thầm chi tiền cho chúng ta, họ không bao giờ muốn chúng ta đền đáp. Vậy tại sao họ tốt với chúng ta? Đó là họ yêu thương chúng ta. Có vẻ như họ đã đặt mình vào vị trí rất thấp khi tranh cãi với chúng ta. Họ chấp nhận thua thiệt, sẵn sàng chịu đựng chúng ta. Vì vậy, chúng ta tự cho mình cái quyền có thể làm tổn thương họ một cách vô đạo đức. Từ khi nào mà thế giới trở nên như thế này? Những quan điểm đúng đắn về cuộc sống thì không học hỏi. Người tốt với bạn, bạn không cảm ơn mà còn tìm cách hại họ, hoặc quát tháo họ như thể là họ đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó vậy. Tại sao lại khoan dung với những người chỉ có lợi ích cho bản thân, nhưng lại khắc nghiệt và tức giận vô cớ với những người thực sự yêu thương chúng ta? Lý do có lẽ là bạn không biết cách biết ơn và trân trọng người bên cạnh mình. Một số người có thể hiểu rõ rằng những người xung quanh họ không tốt với bản thân, nhưng họ tốt với mọi người, sẵn sàng tha thứ cho người khác. Họ làm như vậy không phải là vì danh tiếng, mà họ cho rằng đây là cách đối nhân xử thế họ cần làm. Một người tốt bụng và tử tế trước mặt người ngoài nhưng lại quá xét nét, mất kiểm soát trước mặt người thân yêu nhất, cũng giống như là đang đeo mặt nạ đạo đức giả. Tuy nhìn vào vẻ bề ngoài là rất đẹp và dễ gây thiện cảm, nhưng khuôn mặt thật của họ tối tăm và méo mó, trông thật kinh khủng. Hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh. Chỉ bằng cách học cách yêu thương những người thân thiết nhất, bạn mới có thể cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Tịnh Kỳ, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Cuộc sống giống như một tấm gương, khi bạn cười, người trong gương cũng cười. Nếu bạn khóc, vậy thì người kia cũng sẽ khóc. Học cách quên giận mà mỉm cười đối diện với cuộc đời, bạn sẽ nhận ra, hóa ra lúc bản thân cười mới là lúc bạn trông đẹp nhất. Khi bạn bước vào con đường trưởng thành, chúng ta thường hay bị mắc kẹt trong 12 chữ: buông không đành, quên không được, nghĩ không thông và xem không thấu. Quá khứ đã qua, vậy thì đừng vướng mắc về nó nữa. Nếu đa phần thời gian đã qua bạn dùng để học, vậy hãy quên bớt vài điều để cuộc sống được an nhiên hơn. Quên sầu. Tagore từng nói, nếu bạn khóc vì mất đi mặt trời, vậy bạn cũng sẽ mất đi những vì sao. Đời người là những chuyến du lịch một chiều, dù hối tiếc cũng không có cơ hội cho chúng ta quay lại. Tại một ngôi chùa nọ, có một nhà sư lớn tuổi và 5 chú tiểu cùng một chú cún con rất đáng yêu. Nghe nói chú chó con này là do nhà sư nhặt được ngoài đường, nó đã sống với nhà sư từ khi ngôi chùa được xây đến nay. Một hôm, mọi người trong chùa không tìm thấy chú chó đâu. Khi đi xung quanh mới phát hiện chú chó nhỏ bị tai nạn xe và không cứu được. Nhà sư và các chú tiểu thấy vậy đều bật khóc ôm chú chó về chôn trong chùa.
Hôm sau, nhà sư vẫn bình tĩnh, điềm nhiên tụng kinh, làm những công việc thường ngày như không có chuyện gì xảy ra. Chú tiểu nhỏ thấy vậy mới hỏi nhà sư rằng: "Thưa thầy, rõ ràng hôm qua con thấy thầy rất buồn, nhưng hôm nay thầy đã hết buồn rồi ạ?" Nhà sư trả lời: "Đúng vậy, hôm qua thầy..."